VinFast mới đây thông báo triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt trước bạ không đồng bảo hành 5 năm cho hai dòng xe Lux SA 2.0 và Lux A 2.0. Theo đó, hưởng ứng nghị quyết số 84/NDCP của Chính phủ, trong đó có việc giảm 50% lệ phí trước bạ đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, đồng thời hỗ trợ tối đa cho người tiêu dùng dễ dàng sở hữu xe sang thương hiệu Việt. Từ ngày 4 tháng 6 đến hết năm 2020, VinFast quyết định tặng toàn bộ phí trước bạ cho hai dòng xe Lux SA 2.0 và Lux A 2.0. Với chương trình này, trong giai đoạn chờ nghị quyết 84/NDCP được áp dụng, khi người tiêu dùng vẫn phải đóng 100% lệ phí trước bạ, VinFast sẽ chi trả khoản phí này thay cho khách hàng. Nghị quyết 84/NDCP có hiệu lực, người tiêu dùng được giảm 50% lệ phí trước bạ, VinFast sẽ hỗ trợ chi trả 50% còn lại. Các chi phí này sẽ được trừ trực tiếp vào giá khi mua xe. Chương trình ưu đãi đặc biệt trước bạ không đồng giúp khách hàng có thể tiết kiệm chi phí lăn bánh lên tới 223 triệu đồng một xe, tùy theo mức áp dụng lệ phí trước bạ 10-12% tại các tỉnh thành. Bên cạnh trước bạ không đồng, từ ngày 4 tháng 6, thời hạn bảo hành xe Lux SA 2.0 và Lux A 2.0 sẽ được nâng từ 3 lên 5 năm hoặc 165.000 km tùy điều kiện nào đến trước, áp dụng cho tất cả các xe VinFast Lux đã mua trước thời điểm này. Cùng với đó, VinFast sẽ cung cấp dịch vụ cứu hộ 24/7 hoàn toàn miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. Chương trình trước bạ không đồng bảo hành 5 năm được áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác đang được VinFast triển khai như miễn lãi vay 2 năm đầu tiên cho khách hàng mua xe trả góp, hỗ trợ thêm nếu khách hàng thanh toán ngay 100%, đổi cũ lấy mới, tặng thêm tới 50 triệu đồng, sử dụng voucher được tặng khi mua nhà Vinhomes để mua xe VinFast, hay miễn phí gửi xe 6 tiếng một lần tại các cơ sở Vincom, Vinhomes trên toàn quốc.